so back to what i was saying Nam Vương TVB làm đám cưới triệu vàng với con gái vua Drlot nhận ngay nhà 245 tỷ đồng đón quý tử khi U50. Vợ chồng viên Vĩ Hào Trương Bảo Nhi vừa đón quý tử Đầu Long. Cách đây không lâu trên Instagram cá nhân, cặp diễn viên TVB Viên Vĩ Hào và Trương Bảo Nhi đã công bố tin vui, chào đón con trai đầu lòng. Được biết, Trương Bảo Nhi hạ sinh quý tử vào ngày 17 tháng 11, bé nặng khoảng hơn 3kg. Hiện tại cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Bên dưới bài đăng của hai vợ chồng, rất nhiều đồng nghiệp cũng như người hâm mộ đều để lại bình luận chúc mừng. Về là hai năm kể từ khi kết hôn và đối mặt với những lời bình luận ác ý, giờ đây gia đình nhỏ của Nam Vương Hồng Kông đã cả hái trái ngọt. Viên Vĩ Hào sinh năm 1981, anh gia nhập làng giải trí Hồng Kông những năm 1990 và có cơ hội xuất hiện trong một số bộ phim nhưng không ghi được dấu ấn. Mãi đến năm 2007, khi giành chiến thắng cuộc thi Nam Phương Hồng Kông, ngôi sao điện trai mới tái xuất sâu biết với vai trò diễn viên dưới trướng của TVB. Anh từng đóng nhiều vai phụ trước khi được biết đến với các bộ phim Sứ Mảnh 36 Giờ, Anh Hùng Thành Trải, Sứ Đồ Hành Giả, Thiết trám. Trong vài năm trở lại đây, Viên Vĩ Hào là một trong những nam diễn viên nổi bật nhất TVB, vừa đẹp trai, hình tượng lại rất tốt. Không vướng scandal nào nên anh là gương mặt rất được các nhãn hàng yêu thích, từ đó thu về không ít hợp đồng quảng cáo. Tờ Chinese Stars tiết lộ giá trị tài sản của nam tài tử đã tăng gấp 10 lần so với 10 năm trước. Viên Vĩ Hào và Trương Bảo Nhi quen biết nhau khi đóng phim All Work No Pay Holidays năm 2017. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi kết hôn vào năm 2020. Bản thân Trương Bảo Nhi khi đó là một MC, diễn viên, không mấy tên tuổi ở TVB, nhưng cô lại có giả thế không phải sáng vừa đâu. Cụ thể cha của Trương Bảo Nhi là Trương Hoàng Hoàng, người được mệnh danh là vua đồ lót Hồng Kông. Theo HK01, vì đại gia sở hữu 7 ngôi nhà hàng sang ở Hồng Kông, trong đó có 3 căn ở Happy Valley, khu dân cư có thu nhập cao ở Hồng Kông và có 4 căn Mau Pavilia tại bán đảo Tây Cống, Sai Cung, có giá trị nhất trên thị trường là 300 triệu đô la Hồng Kông, 891 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh nên hôn lễ của nàng Jacket và nam diễn viên được cho là tổ chức khá khiêm tốn so với vị thế của họ. Tuy nhiên, hình ảnh cô dâu đeo vàng cưới chiếu cổ và kín cổ tay vẫn được chia sẻ rầm rộ và nhận về nhiều lời suýt xoa, bàn tán của cư dân mạng. Bên cạnh đó, chiếc dây chuyền kim cương cô dâu đeo ở cổ có giá đến vài triệu đô la. Chú rể đeo đồng hồ Klepsis Vertical Turbulent có giá 1,5 triệu nhân dân tệ, hơn 5,2 tỷ đồng. Tổng của hồi môn mà cô dâu chú rể nhận được chính là 7 cặp vàng long phùng từ hai bên gia đình. Đó là chưa kể căn nhà tân hôn của cặp đôi là một biệt thự có vườn và chỗ để xe riêng, giá trị ước tính đến 70 triệu đô la Hồng Kông, hơn 245 tỷ đồng theo tự on bố đẻ của trương bảo nhi trả trước cho hai con một phần tin của ngôi nhà số còn lại đôi vợ chồng sẽ trả dần. nhưng sau đó nguồn tin thân cận với hai nhân vật chính tiết lộ đây thực chất là quà của bố đẻ cô dâu tặng cho con gái mình cũng vì khoảng cách quá tranh lệch về cả mặt địa vị tiền tài so với nhà vợ viên vị hào không tránh khỏi những lời xem pha từ dư luận nhiều người cho rằng anh chẳng khác nào trúng số đổi đời khi lấy được người vợ đại gia được hưởng kế gia tài bạc tỷ từ cha vợ giàu có và gọi sau nam là chàng rể triều đô chuột xài chĩnh cạo chàng lò lem bản thân nam thái tử từng khó chịu khi người ngoài không hiểu về gia đình anh nhưng vẫn bình luận tiêu cực tuy vậy anh cho biết những đảm tiêu đó không ảnh hưởng tình cảm của vợ chồng và mối quan hệ giữa anh với cha mẹ vợ vĩ hào nói cha mẹ vợ yên tâm giao con gái cho tôi vì biết tính tôi chín chắn có sự nghiệp riêng tôi thấy chỉ mình tôi mới có thể bảo ban được bảo nhi Tôi từng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những lời bàn tán đó nhưng sau 2 năm chung sống, giờ tôi đã không còn quan tâm đến những bình luận này nữa. Nam diễn viên cũng cho biết trước những thông tin bàn tán không hay về mình, Trương Bảo Nhi là người ở bên an ủi, đồng viên và giúp anh trở lại trạng thái ổn định. Nam Vương TVB khẳng định, tôi không quan tâm liệu cô ấy giàu có hay không. Viên Vĩ Hào nói thêm, kể từ khi công khai mối quan hệ, chúng tôi luôn xuất hiện trên những dòng tin tức cùng nhau, Tôi không biết liệu đây là điều tốt hay xấu, nhưng hiện tại, khi nhìn lại tất cả, bà xã thực sự là tấm bùa may mắn của tôi. Chúng tôi đã phải lòng nhau, chân thành yêu nhau và cô ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi phải nỗ lực hết mình trong tất cả mọi thứ bản thân đang làm. Đây có thể xứng với nhà vở viên vĩ hào rất chăm chỉ đóng phim, cây rừng sự nghiệp. Năm 2022, nam tài tử quay cùng lúc hai bộ phim, Anh hùng Pháp Y 5 và Điều tra viên ICA 2022. Ở thời điểm Trương Bảo Nhi lâm bồn, Viên Vĩ Hào vẫn đang tất bật trên trường quay Pháp chứng Tiên Phong 6. Bên cạnh việc đọc phim, nam diễn viên còn đầu tư vào một phòng tập kim.